Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Chính trị bất ngờ kỷ luật ông Vương Đình Huệ và trao án với ông Võ Văn Thưởng. Ngày 21 tháng 11, BBC tiếng Việt bình luận, ông Vương Đình Huệ bị kỷ luật, ông Võ Văn Thưởng điều trị bệnh. BBC cho biết, ngày 20 tháng 10, Bộ Chính trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vương Đình Huệ, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Đảng đoàn, cựu Chủ tịch Quốc hội. Như vậy, ông Huệ thành tứ trụ đầu tiên bị bộ chính trị kỷ luật sau khi đã mất chức. Ngoài ra, bộ chính trị cũng nêu sai phạm của ông Võ Văn Thưởng nhưng chưa xét kỷ luật vì ông đang điều trị bệnh. BBC trích dẫn nội dung thông báo nêu rõ, sai phạm của ông Võ Văn Thưởng bắt đầu từ thời gian ông làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2015. Sai phạm của ông Vương Đình Huệ xảy ra trong thời gian ông làm chủ tịch Quốc hội. Như vậy, nội dung trong thông báo này cụ thể hơn so với thông báo khi hai ông này từ chức. Và đây là hình bại trên BBC. BBC đánh giá vì kỷ luật ông Huệ được đánh giá là một bước bất ngờ vì từ trước đến nay chưa có lãnh đạo hay cựu lãnh đạo thuộc tứ trụ lại bị kỷ luật sau khi đã từ chức. Ông Vương Đình Huệ là trường hợp đầu tiên. Với việc kỷ luật ông Huệ lần này và thông báo chưa xem xét đối với ông Thưởng có vẻ như câu chuyện chưa kết thúc. BBC bình luận diễn biến này cho thấy có thể dưới thời Tổng bí thư Tô Lâm, những nhân vật trong tứ trụ nếu có vi phạm thì sẽ không được hạ cánh an toàn. Đây có thể là điểm mới trong cách xử lý những lãnh đạo chủ chốt của đảng khi mắc khuyết điểm. Hiện công chúng vẫn chưa rõ ông Huệ đã vi phạm cụ thể gì, mức độ nghiêm trọng ra sao. Nhưng bài báo trên VN Express khi viết về sự kiện từ chức của ông Huệ hồi tháng 4 đã đề cập đến sai phạm của ông Phạm Thái Hà, trợ lý chủ tịch quốc hội liên quan đến tập đoàn Thuận An. Về trường hợp ông Võ Văn Thưởng, BBC cho biết, vào thời điểm ông Thưởng thôi chức tháng 3 năm 2024, nhiều nhà quan sát đã đánh giá rằng sai phạm của ông diễn ra vào giai đoạn ông làm bí thư Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014. Nhưng với thông báo mới của Đảng thì cho thấy vi phạm của ông Thưởng có tính xuyên suốt mà thời kỳ làm bí thư Quảng Ngãi chỉ là điểm khởi động. Tức là các vi phạm của ông còn diễn ra cả trong thời gian ông giữ các cương vị thuộc hàng cao nhất của Đảng và nhà nước trong đó có vị trí chủ tịch nước. Và đây là hình Bỏ Văn Thưởng và Vân Đình Huệ. Như vậy, BBC nhận xét, mức độ sai phạm của ông Thưởng nặng hơn so với phán đoán của các nhà quan sát, vì nhiều người từng cho rằng ông Thưởng bị mất chức do sai phạm từ 10 năm trước, không liên quan đến những vị trí khác, đặc biệt là khi ông vào Bộ Chính trị khóa 12-13 và làm thường trực ban bí thư rồi lên chủ tịch nước. Với mức độ sai phạm mang tính xuyên suốt như vậy, liệu ông thưởng sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật nào? BBC dẫn lại phân tích của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang từ một viện nghiên cứu của Singapore cho rằng việc xử lý hình sự một nhân vật trong tứ trụ là câu chuyện mà đảng phải cân nhắc khi đưa ra chiến dịch chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay. BBC cho rằng có thể Bộ Chính trị sẽ quyết định kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo đối với ông thưởng. BBC nhắc lại, ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ từng là những chính trị gia có tiền đồ sáng lạng. Cả hai ông đều đủ tiêu chuẩn để tiếp tục ở trong tứ trụ sau đại hội 14. Riêng ông Thưởng là ủy viên bộ chính trị trẻ nhất và từng được coi là hạt giống đỏ để thăng tiến lên vị trí tổng bí thư. Do đó, việc hai ông mất chức được giới quan sát nhận định là những cơn địa chấn chính trị. Hiện ông Huệ bị kỷ luật cảnh cáo, ông Thưởng phải điều trị bệnh, cho thấy những diễn biến khôn lường trên chính trường Việt Nam, nhất là dưới thời tổng bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản Tình Bộ Chính trị bất ngờ kỷ luật ông Vương Đình Huệ và treo án với ông Võ Văn Thưởng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin muốn đổi mới giáo dục nên từ bỏ những giáo điều của chủ nghĩa xã hội. Ngày 20 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài Hai nhà giáo, Việt Nam nên từ bỏ xây dựng con người xã hội chủ nghĩa vì quá cũ kĩ kìm hãm. Theo đó, VOA cho biết, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Việt Nam và giáo sư Phạm Minh Hoàng ở Pháp nhận xét ngày 19 tháng 11 rằng Việt Nam nên bỏ đi việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa bị hai ông xem là cổ kỹ và ngăn chặn sự phát triển của con người và đây là hình bài trên VOA. Bình luận của hai ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm vừa họp ngày 18 tháng 11 với các đại diện ngành giáo dục của đất nước nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Trong đó, ông Lâm nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong việc đổi mới giáo dục, đào tạo là tập trung xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. VOA dẫn lời giáo sư Phạm Minh Hoàng từ Pháp chỉ ra rằng, cho đến thời điểm hiện tại, sinh viên Đại học Việt Nam vẫn phải học 4 môn về chính trị, gồm lịch sử của đảng cộng sản việt nam chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và chủ nghĩa xã hội khoa học ông đưa ra bình luận như sau những cái đó họ gần như là nhồi nhét vào đầu sinh viên khủng khiếp hơn lúc các em thi vào họ dạy trong vòng năm đầu tiên và trước khi các em ra trường họ dạy thêm một lần nữa làm như là để các em khỏi quên nếu còn giữ tư duy đó tôi thấy đó là cái ngăn chặn sự phát triển của con người VOA cũng dẫn lời thầy giáo khoa đưa ra quan sát về ngành của mình. Sự thiếu liêm sĩ của ngành giáo dục ngày càng nặng, ngày càng phổ biến. Nói bật nhất là tình trạng trấn lột tiền của phụ huynh học sinh ở tất cả các cấp học mà người ta dùng từ mềm mỏng là lạm thu. Trường nào mà hiệu trưởng tuyên bố nói không với các khoản thu trái phép thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi ở trong ngành biết rất rõ điều đó. Ông Hoàng lưu ý rằng, một trong những mục tiêu được nêu trong luật giáo dục của Việt Nam là đào tạo con người trung thành với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, theo ông, để thay đổi, Việt Nam phải xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, vốn quy định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Theo VOA, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đánh giá rằng điều ông Tô Lâm nhắm đến thật tốt đẹp, còn thực tế cho thấy các trường ở Việt Nam mới đạt được những kết quả ít ỏi về mặt này. Thầy Khoa nhận xét và nêu ra nguyên nhân như sau. Lâu nay, Việt Nam có cái dở, cái cản trở mục tiêu thứ hai là chỉ được nói theo quan điểm của lãnh đạo, chỉ được ca ngợi đảng, chính quyền không được phê phán. Ai phê phán, phản biện là phản động. Thế là tiêu diệt hết những tiếng nói tư duy độc lập. Một số người viết hay, sắc sảo, hợp gấp, họ góp ý, chê trách đảng thì dễ bị án tù. Thầy Khoa cũng chỉ ra những biện pháp để xây dựng con người tự học và tư duy độc lập. Biện pháp đầu tiên là tôn trọng ý kiến trái chiều khuyến khích người dân đấu tranh với những cái chưa được của đảng viên, bộ máy lãnh đạo. Thứ hai là triệt để xử lý quan chức sai phạm, tham nhũng, làm trái, trù dập người dân hay là gây lãng phí thất thoát. Theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, một đất nước nằm dưới sự cai trị của duy nhất một đảng Cộng sản vẫn có thể phát triển về giáo dục, khoa học kỹ thuật như trường hợp của Trung Quốc với các thành tựu của nước này về xây dựng đường xá, mạng viễn thông 6G hay xe hơi điện EV được xem là vượt trội so với khói AO G7. VOA cho hay, nêu dẫn chứng là có nhiều nhà trí thức Việt Nam thành đạt ở Mỹ, phương Tây, nhưng ít người về nước đóng góp vì các điều kiện không phù hợp và các vụ bê bối gian lẫn bằng cấp làm mất niềm tin vào ngành giáo dục, giáo sư Hoàng nhận định. Với tình trạng giáo dục Việt Nam như hiện thời thì vô phương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Muốn đổi mới giáo dục nên từ bỏ những giáo điều của chủ nghĩa xã hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.